Đang chạy trên đường, người lái xe không hiểu vì sao bị người đàn ông này vung tuyếp sắt đập xe. Đoạn phim ghi lại vụ việc được nạn nhân đăng tải trên một hội nhóm Facebook nhằm cảnh báo đến người đi đường những ngày qua. Liên quan đến vụ việc này, ngày 10 tháng 6 năm 2024, nguồn tin phóng viên báo Thanh Niên xác nhận Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ nghi phạm Lê Nguyễn Hoàng Long, 31 tuổi ở tỉnh Bình Dương để điều tra về hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác. Trước đó, sáng 4 tháng 6, anh Hà Thanh Hải, 38 tuổi, ở tỉnh Đồng Nai, chạy xe tải trên đường Phạm Văn Đồng hướng từ sân bay Tân Sơn Nhất về thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Lúc xe tải đến ngã tư Linh Xuân, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, thì bất ngờ nghi phạm Long chạy xe máy từ phía sau vượt lên chặn trước đầu xe tải, dùng tuyếp sắt đập mạnh vào, làm hư hỏng kính chắn gió. Sau khi đập phá xe tải, nghi phạm Long còn làm động tác đưa điện thoại lên để ghi hình hậu quả mình vừa gây ra, sau đó rời đi. Trong sáng 4 tháng 6, nạn nhân đến công an phường Linh Trung trình báo vụ việc, sau đó anh Hải phải bỏ ra 10 triệu đồng để thay kính chắn gió. Anh Hải cho hay đây không phải là lần đầu tiên anh bị nghi phạm Long gây chuyện, đập phá xe. Cụ thể, theo anh Hải, những lần anh chạy xe tải biển số tỉnh Đồng Nai qua đoạn đường này lại bị nghi phạm Long gây chuyện, còn chạy xe tỉnh khác thì không sao. Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, công an phường Linh Trung phối hợp các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố Thủ Đức vào cuộc truy xét, nhanh chóng bắt giữ nghi phạm Long tại địa bàn tỉnh Bình Dương. Tại cơ quan công an, nghi phạm Long khai nhận hành vi đập xe tải của anh Hải. Hiện công an đã tạm giữ Long để tiếp tục đấu tranh, làm rõ một số tình tiết liên quan vụ việc. Ở khu vực Bắc Bộ đã xảy ra một cái đợt mưa vừa mưa to trên diện rộng, trong đó chúng tôi xác định là có hai cái vùng tâm mưa lớn, một cái vùng tâm mưa ở khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng và một vùng tâm mưa ở khu vực Hà Giang. Trưa 10 tháng 6 năm 2024, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, đêm 9 tháng 6 và rạng sáng 10 tháng 6, địa bàn tỉnh Hà Giang xảy ra mưa lớn, sạt lở đất, ngập úng nhiều nơi. Tính đến 9 giờ sáng 10 tháng 6, mưa lũ đã khiến 3 người chết, trong đó huyện Hoàng Su Phi 2 người chết do nước cuốn trôi, huyện Quảng Bạ 1 người chết do sạt lở đất. Tài sản thiệt hại ước tính sơ bộ ban đầu khoảng 9,5 tỷ đồng. Ở khu vực chỗ Hà Giang có lượng mưa có nơi trên 400mm. Đây là cũng là cái lượng mưa lớn trong cái đoạn tháng 6 này. Còn tại tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, trong ngày 9 tháng 6, nhiều tuyến phố biến thành sông sau trận mưa lớn. Hàng ngàn hộ dân và nhiều ô tô ngập sâu trong nước, thiệt hại hoa màu, vật nuôi lên đến hàng tỷ đồng. Với cái lượng mưa ở khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, cái lượng mưa phổ biến từ 200 đến 300 mm, có nơi trên 300, sấp xỉ 400 mm. Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, là trưởng phòng dự báo thời tiết thuộc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cơ quan khí tượng đã cảnh báo về đợt mưa lớn này tương đối sớm trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Trong cái giai đoạn đợt mưa lớn ở tháng 6, ở khu vực Bắc Bộ trong đoạn này cũng là không có gì nó khác thường, thì vì giai đoạn tháng 6 là cái đoạn chuyển tiếp, vẫn có những tác động của những cái đợt không khí lạnh tác động gây mưa ở khu vực Bắc Bộ. Và những cái đợt mưa này chúng tôi cũng đã cảnh báo sớm để chúng ta có những cái ứng xử một cách phù hợp. Cái dự báo chúng tôi thì trong từ chiều nay trở đi thì cái mưa ở cái phần Bắc Bộ nó có xuống giảm. Tại những vùng tâm mưa như Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Giang, khu vực Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu thì mưa cũng xuống giảm. Nhưng mà vẫn trong cái khoảng thời gian từ giờ đến tối và đêm nay thì cục bộ vẫn có những cái điểm mưa khả năng lên tới sắp xỉ 100mm. Chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến cáo các tỉnh, vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục cần phải đề phòng với hiện tượng lũ quét, trượt lở đất do mưa lớn cục bộ với cường suất lớn. Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 6, Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng trở lại. Trong đó, khu vực trung du và vùng núi có khả năng lại xảy ra các đợt mưa vừa, mưa to. Đây cũng là những hình thế gây mưa thường xuất hiện trong giai đoạn tháng 6 này. Các địa phương cần chủ động thực hiện các phương án ứng phó, theo dõi sát các bản tin dự báo, cảnh báo trong thời gian tới. Liên quan vụ việc, một cô gái lái ô tô đâm vào xe người khác sau ẩu đả. Ngày 10 tháng 6 năm 2024, thông tin từ Công an thành phố Buôn Ma Thuột tại tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với người phụ nữ 30 tuổi trú tại thành phố Buôn Ma Thuột để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Trước đó, chiều 9 tháng 6, bị can này đã ra trình diện sau 3 ngày lái ô tô của mình tông vào một xe khác do mâu thuẫn trong lúc nhậu. Theo Công an thành phố Buôn Ma Thuột, bước đầu căn cứ các tài liệu chứng cứ điều tra, đơn vị khởi tố bị can về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Quá trình điều tra tiếp theo, nếu phát hiện thêm tội danh khác sẽ khởi tố bổ sung.
Trước đó, như báo Thanh Niên đã thông tin, vào khoảng 21 giờ ngày 6 tháng 6, tại một quán nhậu vỉa hè trên đường Ngô Quyền, giao đường Nguyễn Đình Chiểu tại phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, xảy ra mâu thuẫn dẫn đến hỗn chiến giữa hai nhóm nữ trẻ. Theo một đoạn clip được người đi đường dùng điện thoại quay lại đăng trên mạng xã hội, hai nhóm nữ lao vào đánh nhau gây náo loạn tuyến phố. Lúc này dù có nhiều người can ngăn, nhưng một cô gái trẻ chạy ra, lái ô tô màu đỏ đâm mạnh nhiều lần vào đuôi chiếc ô tô trắng đang dừng ở lề đường phía trước. Sáng 10 tháng 6 năm 2024, fanpage có tích xanh của Công an tỉnh Gia Lai đăng tải video thông tin về việc ông Lê Anh Tú, người được mạng xã hội gọi là Sư Thích Minh Tuệ, đến trụ sở công an nhận căn cước công dân sau vài ngày làm thủ tục. Như báo Thanh Niên đã đưa tin, sau khi dừng việc đi bộ khất thực, ông Minh Tuệ được lực lượng chức năng hỗ trợ làm căn cước công dân để có giấy tờ tùy thân, đảm bảo quyền công dân theo quy định pháp luật. Thông tin trên fanpage Công an tỉnh Gia Lai cho biết, chiều 8 tháng 6 năm 2024, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội thuộc Công an tỉnh Gia Lai đã làm thủ tục trao trả căn cước công dân cho ông Lê Anh Tú, tức ông Thích Minh Tuệ. Trao trả căn cước cho ông Minh Tuệ, cán bộ công an căn dặn ông luôn mang theo căn cước trong người để sử dụng trong rất nhiều tiện ích như đi máy bay, đi khám bảo hiểm y tế, khám bệnh và nhiều việc khác phục vụ cho bản thân mình. Nếu mất thì ông có thể đến công an khai báo và làm lại. Khi được hỏi về cảm xúc lúc được hỗ trợ làm và nhận căn cước công dân, ông Minh Tuệ cho biết bản thân ông cũng như bao công dân bình thường khác, nếu có căn cước thì đảm bảo quyền lợi trong học tập và tu tập. Ông Minh Tuệ cũng hài lòng và vui vẻ khi được cấp căn cước. Cũng trong video đăng tải trên fanpage Công an tỉnh Gia Lai, khi được hỏi về cơ duyên được về thăm Đức Phật ở Ấn Độ sau khi có căn cước công dân, ông Minh Tuệ cho biết đó là điều mà trước đây ông từng mong muốn. Ông chia sẻ trước đây ông từng suy nghĩ về việc được bộ hành về Ấn Độ để học tập tri ân Đức Phật. Trả lời câu hỏi về sức khỏe hiện tại, ông Minh Tuệ chia sẻ sức khỏe của ông vẫn tốt, vẫn có thể bộ hành và khất thực được. Trong mỗi câu trả lời, ông đều xưng con và nói A Di Đà Phật sau khi kết thúc câu nói. Trước đó, tối 8 tháng 6 và 9 tháng 6, sự xuất hiện của ông Minh Tuệ trong bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam khiến dư luận chú ý. Trong bản tin, ông Minh Tuệ cho biết vẫn chưa có dự kiến thời gian bộ hành trở lại. Tuy nhiên, ông cũng đã lên một số kế hoạch về việc tu tập của mình. Dù mong muốn trong thời gian tới được tiếp tục bộ hành, nhưng trong trường hợp nếu người dân vẫn tụ tập đông người, gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông, thì ông Minh Tuệ sẽ lựa chọn một địa điểm nào đó để an trú.